Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại đó là nhũ hương. Đây là trên tay em đang cầm là nhũ hương các bác nhé. Loại này thì là phần nhựa của cây nhũ hương, có tên gọi khác là hắc lục hương hay là địa nhũ hương hay còn gọi là thiên trạch hương. Loại này thì có những cái tác dụng, rất nhiều tác dụng các bác nhé, như ví dụ như là bệnh theo kết quả nghiên cứu của y học hiện đại thì vị thuốc nhũ hương có tác dụng chính là giảm đau này, được sử dụng trong các điều trị những cái bệnh sau: điều trị viêm khớp này và một số dạng viêm khác, tác dụng răng mai, điều trị răng mai, hen suyễn, ung thư, viêm loét đại tràng và đau bụng kinh, đau họng và kích thích kinh nguyệt, tăng lưu lượng nước tiểu. Các bác cần loại này thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Mình có thể kết hợp cùng với các loại khác các bác ạ. Sử dụng thì các bác có thể sử dụng kết hợp với các loại khác hoặc là sử dụng khoảng 10 đến 15 gram một ngày, mình có thể nấu nước uống các bác nhé. Các bác cần cái loại này thì vui lòng liên hệ với em. Bên em có giao hàng qua đường bưu điện đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán nhé. Đây là nhũ hương, nhựa của cây nhũ hương. Loại này thì các bác có thể sử dụng các loại khác hoặc là mình ngâm rượu cũng được các bác nhé. Ngâm rượu thì 1 kg mình ngâm khoảng tầm 7 lít và sau khoảng 1 tháng là sử dụng được, mỗi bữa dùng 1 đến 2 ly nhỏ. Đây là nhựa của cây nhũ hương. Loại này thì các bác pha trà cũng được, pha trà về đập cho nó vỡ nhỏ ra các bác nhé. Hoặc là mình có thể là tán thành bột mịn các bác ạ, tán thành bột mịn rồi pha trà uống. Các bác cần thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Bên em có cung cấp đủ các đặc sản núi rừng, các loại ba kích, sâm cau, ngọc cẩu, dâm dương hoắc, cung dung, bọ cạp, tắc kè, bồ củi, cá ngựa, táo mèo, chuối hột. Các bác cần thì nhắn tin Zalo cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.